Hai anh ăn gì đấy? Nhạc sinh nghĩa rồi. Không cho đi em. Bỏ ra. Ngon thế. Không cho đi em. Không vô duyên với em. Nhạc sinh nghĩa. Kìa, con thích cả lại à? Đồ ăn, anh nghe răng ra mà. Xin miếng, em xin miếng à? Không cho, cho được. Đó, có một con tàu đó. Anh có hai xiên này. Vô đây. Vậy bọn ai không nhớ ăn xúc xích lần trước à? Không, mình quên rồi. Quên rồi. Ăn bao giờ với nhau gì? Lúc nào ngày nào ông nhớ. Bao giờ với nhỉ? Ra nhớ cơ. Thầy quá. Nè cho này. Ăn đi. Chẳng quá. Thôi bỏ tay đi. Này chỗ bọn anh làm việc. Lên 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 lên. Sẽ đi về đi. Ừ. Đủ trình đặc cấp đi ăn cái này. Ok. Ok. Ngon quá. Đây cay không ăn được. Wow. Ôi. Nhà giàu chơi với nhau. Không chơi nhà nghèo. Đẹp xin miếng thôi. Không đủ trình để ăn cái này. Ui trời. Nhớ đây. Xin miếng. Xin đúng một miếng. Miếng bé tí tí viên này rồi. Không nào mà ăn cái này dưới đất thôi nhá. Không nào mà đòi có ăn. Ăn đi. Bọn anh là mặt của vừa đấy nhá. Hết cả người ta. Xin miếng. Đã bảo là không trên đời cũng tin một ai rồi. Ông bỏ ra ông ạ, tôi không chơi với ông là ông nhà nghèo. Cút. Cút đi, cút đi. Đi về, không phải khóc. Khóc thì chả nóc. Rồi sao? Mấy con kia không cho em ăn bò xin vương. Thằng nào không cho ăn? Thằng Tùng với thằng Hùng lúc trước đấy. Mấy thằng này nó không cho con ăn à? Vâng. Thì em dạo này nó chê thằng em à? Vâng. Nó chê với bao đen nó không cho ăn. Nó chê bao đen à? Nó ăn là bò gì? Bò xin vừng. Cái đấy có ngon không? Có, nó như kiểu là hồ nô ấy. Mấy thằng này lần trước mà ăn mình cho nó rồi thế này nó có. Ăn xúc xích nó, mình cho nó rồi nó. Mấy giờ... thằng này nó hóm tí nhỉ? Nó khinh thường con à? Ủa? Ơ, cho rắn à? Cho rắn này rắn, chiu 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 chiu. Ơ, hành hế. No. Đấy, iPhone của tôi đấy. Ăn cái cục này nữa. Ôi giời, chưa ăn được. Bây giờ ông có thích ăn cái đấy không? Có. Mẹ bọn này cứ khinh thường nhau ấy nhỉ? Xin một miếng cũng không cho. Sống trên đời mà nó cứ khinh thường như nhỉ? Đây. Ôi, thôi chưa? Đây, tôi chơi xong ván này. Rồi thôi. Vậy nó khinh thường không à? Bọn này nhớ cái mặt nó nha các bạn. Như thằng này nó đục mấy lần nó bắt nạt anh em tôi rồi mọi người. Đây, tớ đưa tiền cho bạn nhá. Bạn lại đi mua tiếp nhá. Bao nhiêu tiền thì đủ. Thầy đưa cho bạn 200 luôn. 100 đấy chứ. Thầy cứ cho 200 này. Đây, cho bạn này đi mua nhá. Về cho nó khỏi khinh thường mình nhá. Lấy xe đạp đi nhá. Ok. Chiu chiu chiu. Đây các bạn ạ, nhà nghèo không có tiền chơi, phải chơi bằng cái máy này rắn săn mồi đấy mọi người. Đấy, là nhà nghèo không có, mấy thằng trẻ trâu kia nó dám khinh thường anh em tôi mọi người ạ. Vừa rồi nó bắt đạt phúc cu cu của tôi, thằng bạn của tôi. Đấy. Quyết định mua một hai hộp bò viên chiên về. À. Xuân ơi, mình mua bò xiên vừng về đây đây. À, đây là, đây là. Trời ơi, nhiều thế. Bạn mua mấy hộp đây? Hai hộp. Úi giời ơi. Bạn mua nhiều thế. Úi giời, hai hộp kìa. Ăn cho nó đã. Đây là bánh bò hồ nô. À,
Đây là bánh bò xiên vừng này. Đấy. Gọi là bò xiên vừng. Ăn cái này nó ngon không bạn? Có chứ. Ui giời, đấy à? Thơm cực. Ui giời, thơm thế. Ăn nó khỏi bình thường rồi. Thôi giờ tìm. Sao hết được, tí không hết thì mang đi phát cho các bạn ăn nha. Yeah. Hàng đúng xóm ăn, tìm những người tốt trời đúng không, không tìm những người xấu. Đó là đi chế tí nước đúng không? Cải hết, cải hết bọn này dám khinh thường với em mày. Lần trước cái vụ xúc xích ca nó lừa bọn mình đấy, bọn này đều cướp bạn hiểu không? Bạn cứ đi tin chúng nó lừa đấy. Ừ, không? Phúc à? Phúc à? Chào bạn, mình là người quen. Mình người quen của bạn này. Bạn có cái gì ăn bạn, đây? Bạn của bạn. Cho mình ăn với. Gì đây? Không, bánh hồ nô sườn nách à? À, đây là bánh hồ nô ạ, để bỏ xiên vừng. Cho mình ăn với. À, cái này vừa nay mình vừa ăn. Mình vừa ăn. Các bạn có hay xiên sao không đó? Vừa nãy là mình đói. Không, đói ạ. Cho mình cái. Bỏ cái này là. Cho bạn đó mời. Cho mình đi. Cho mình cái. Cho mình đi loại rồi. Mãi tôi cho mình. Con mình đi. Bạn ơi, đừng đùa thế. Đừng chậm. Ngọt thật. Ơ, mà bạn sơn lấy nước nâu ấy mà. Ờ, 5 miếng à. Ngon không bạn ơi? Ngon, có ăn à. Ăn tiếp. Đây là miếng quảng chua. Làm suốt từ nay giờ. Ừ thì cho mình nhé. Cho mình đi bạn ơi. Mình đi bạn ơi. Đó. Phúc ơi. Phúc đẹp trai. Phúc đẹp trai cho mình. Các bạn cứ bỏ ra mình cho. Bạn Phúc bạn ơi. Bạn Phúc đẹp trai cho mình với. Bạn Phúc đẹp trai cho mình ăn với. Các bạn cứ bỏ tay ra rồi mình cho ăn. Cái gì đây? Cái tay mình đọc mình nhãn nào. Cái gì đây? Xiên gì đây? Cho mình đi. Mình tặng các bạn một câu này. Ở đời đừng bao giờ khinh thường người khác. Biết rồi. Ở trong vẻ người ngoài. Ừ. Giờ các bạn cút đi cho nước, chồng. Thôi bạn ơi. Thôi bạn ơi. Cút.
Cô Đê, mình tha lỗi cho mình. Mình sai rồi. Bây giờ từ lần sau mình cô Đê, mình không dám vậy nữa. Thôi từ sau mình cho đi. Thôi bạn ơi, bao giờ có đồ ăn mình sẽ mua cho bạn nhiều. Rồi bọn mình chia. Các bạn hôm qua mình với bạn chia chơi với nhau từ năm lớp 1 với năm lớp 2. Các bạn mấy bọn này mặt mặt vừa vừa ấy. Các bạn ở mấy câu này câu chưa rồi các bạn ạ. Bạn ai? Mặt bạn đi. Bạn Sơn à. Đây mấy hai thằng. Tôi đi tôi lấy nước đấy. Vừa khinh thường. Cái cốc nước quên để ngoài kia rồi. Thôi bạn ơi. Bạn vừa chẳng mang nước cho mình. Đâu 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 ăn cái loại mới đi cho chúng nó thèm. Đúng rồi. Mình đang ăn đúng không? Bỏ cái tay ra, khinh thường. Mình đang ăn mà. Mình với bạn là người quen mà bạn cho mình. Tôi nói thật với các bạn ấy, vụ trước các bạn nha, ăn xúc xích ấy, các bạn đã rửa mặt rồi. Các bạn còn nhắn trên lòng mâm nha. Rồi còn khinh bỉ chúng tôi. Khinh ai? Không làm được bạn ấy, chỉ ăn giết thôi nha. Thôi cho mày chiến cái nha. Các bạn đùng nha. Các bạn lần sau nha. Nhớ đừng hóm với ám tớ nữa, đúng chưa? Đấy các bạn có thèm ăn không? Có. Đây cho các bạn ăn chung mẹ đi nhá. Rồi sau các bạn đừng có mà đấy rơi hết phí. Ai cho bạn Xuân chửi Tùng đấy? Hư. Các bạn nhớ ăn thì sao rồi nhá. Bạn vậy à? Đúng không? Đấy. Các bạn ơi đừng bao giờ chửi Tùng nha các bạn nhá. Ừ. Các bạn ăn cái này thấy ngon không? Ngon các bạn. Ngon bẩn. Cái của mình vừa nãy. Ngon không các bạn? Kiến là gì nhá? Ngon không bạn? Ngon quá bạn Xuân ạ. Từng bạn này ăn cái thứ hai. Cái thứ hai được ạ. Đây các bạn này. Đây cái nào? Các bạn nhớ lần sau cho cùng anh em ăn với nhá. Ok. Cái này gọi là viên chiên bò. Không phải bò xiên vừng. Vô. Bò xiên vừng 2 3. Vô. Ngon. Bạn ăn cái này của bạn đi. Đâu, vậy đây cái mới à. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon không? Ngon. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon. Ăn nó giòn giòn. Ngon. Cái này cảm nhận nào. Các bạn cảm nhận đi. Ngon. Bạn... Không. Cái này không cay. Cái này cay. Ừ, cái này cay lắm. Này là vừa. Này đồ ăn. Các Tùng thấy thế nào ngon không? Ngon. Ở trường vẫn có các bạn. Chỗ trường các bạn bán không? Có. Không có tiền mua. Ngon nghe. Ăn được ăn như vậy. Chứ nóng ngay. Đấy các bạn ngon, các bạn có hai cái rồi, đúng không? Ăn hết đi. Mà bạn Phúc xin không cho. Hôm nay bạn cho các bạn ăn tẹt bô luôn, đúng không? Ừ, mà không được nữa. Mình sẽ không vậy nữa. Cái này à, mình mới mua ở dưới trường về, các bạn. Ngon. Không ăn hết tí làm sao? Phát ra khó ăn. Không thì mang về. Giờ bọn mình đi học với ăn, rồi ăn. Các bạn ăn nữa đi. Xong mình ăn nồi. Nồi à? Bốn cây. Rất hết rồi kìa. Ngon, thế thì ngon. Từ đó mình đi, uống nước nữa. Chiếc nữa nha, các bạn đi học ăn nhá. Thôi, để cho chung với các bạn, chiều mình về với các bạn ăn nha. Chiều ăn kia à? Đây, cho hai bạn. Không, thì chiều với mình với bạn ăn. Ăn hương ngon quá, những bạn của mình nha. Cảm ơn các bạn nghe mai mình, nếu mình sẽ không vậy nữa. Thôi bây giờ mình đi học ấy. Từ từ, mai các bạn có đồ ăn cho mình nữa chưa? Rồi, mai okay. Mình sẽ cho các bạn ăn, ban mình sẽ cho các bạn ăn nhiều, ăn chung nhá. Thôi mình đi học, bạn đi học trước nhá. Bọn mình đi học đây. Các bạn nhá. Bye. Mình vừa dạy cho mấy lũ trẻ trâu bài học. Giờ đi học rồi các bạn. Đấy các bạn. Sống như đời người ta khinh thường những người nghèo ấy các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy cho bọn trẻ trâu thêm một bài học. Đấy nha. Cứ không dám khinh thường mình nữa. Bạn có nhận không? Có đi phát cho hàng xóm mỗi người cái ăn không? À, mai đi em đi học à, anh Xuân? Ừ. Giờ bạn mang đi học phát cho các bạn ăn nhé. Ok. Cái này về dán vào đi. Bọn mình đi. Đi. Thôi bọn mình đi nhá mọi người nhá. Bọn mình đi rồi nhá. Nếu các bạn thấy clip này
hay, hãy like, share, subscribe và đăng ký kênh, chia sẻ ở bên bình luận. Đúng rồi. Các bạn hãy chia bây sẻ. Bây giờ thì xin chào, gặp lại các bạn. Rồi bây giờ bọn mình đi học thôi. Bye bye các bạn. Bye bye. Mình sẽ mang cái này đi phát cho mọi người nha. Thưởng thức đi. Đi vạn xuân. Bây giờ anh em tôi sẽ mang cái này đi phát cho người xung quanh thưởng thức nha mọi người. Đây vào gấm hai xiên cho bạn ăn. Sướng nha. Bà con ơi, bà con. Chó đấy. Bì. Đây con đảo. Đâu? Đấy, là thưởng thức đi. Hai bò. Hai gái. Hai gái. Nhiều cái hai gái, hai gái. Mỗi người hai gái. Đấy. Vàng điểm. Vàng điểm. Đấy. Mang cho hàng xóm thưởng thức. Dạ. Giờ đi tiếp nha các bạn nha. Yep. Giờ đi sang phát cho nhà này với là kinh khủng. Nhà này mới kinh khủng. Ôi, nhà này nó đóng cửa rồi à? Không, không sao. Nhà này đóng cửa rồi à? Nhà này có người đi tìm sao thôi. Có ai ăn không?